Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Hoài Thương, bài hát được mang tên Kim Vân Kiều. Và với bài hát này, xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Thu Giang và xin mời Hoàng Anh lên trợ diễn. Và xin gửi gắm chút tình
Chị Kiều ơi, chị như cánh hoa xuân bay theo cơn bão vô. Chị ra đi qua cỏ cô thương sâu. Oh, wow.
Chương trình cảm ơn ạ.